rất hài lòng về sản phẩm. Phải nói là tuyệt phẩm. Phải nói là nó là tuyệt phẩm đấy chứ không phải là... không phải chó mình nuôi ra mình khen, nhưng mà và một cái nhìn nhận chung. Đây là đực nâu hôm nay về với chủ. Đấy, nó đứng đúng khung để cho nhìn luôn. Đấy, cứ bảo là quay video để cho nhìn cái màu mảng của con chó, quay video ban ngày, nhưng mà đúng đến hôm nay cún về với chủ thì mới quay được video. Mới quay được video ở ngoài trời. Chứ bình thường quay video ban ngày thì cũng là video ở trong nhà thôi. Nó không có đủ sáng như là ở ngoài trời được. Đây ngoài trời dưới bóng râm nha, ngoài cái nắng nha. Đấy, nhìn màu mảng của nó, nhìn trông nó cháy luôn. Cháy khét. Nào, bắt đầu phá đấy. Đã bắt đầu phá đấy. Đồ cút. Đấy, nhìn khung chân trước chân sau. Lưng bụng à. Nói là đàn này là cái khung của nó mình phải, với mình đánh giá là nó là hoàn hảo. Ê, có gì ai dọa gì mà né. À, né này, né thế nào chứ, này né này ra đây chơi né sợ hãi làm sao, thể hiện làm sao chứ, này này né này khi ra đây chơi thì có phải né sợ đâu. Ừ, né đòn à. Ờ, ôm nó đi, ôm nó để anh quay xem là đứng ở hướng nào để cho nó có sáng đây nhỉ. Để anh từ bên trong anh quay, từ bên ngoài anh quay ra xem nào. Đấy, rồi, cứ tháo dây nó đi, tháo dây nó để ôm nó ra đây xem nào. Úi sờ, xe tải đi qua. Đấy, nhìn mặt, đây để nhìn mặt. Xem là có cái gì ném phát. Lấy cái lá cây, cứ giữ yên á. Đồ nhử đây, đây là đồ nhử. Hey, hey, chưa nhìn, hơi nâng ngực, để nhìn được cái mặt của nó. Ấy, cứ bế ngực lên, bế lên thế. Ok, hey, ỉ. Ừ. Phải nói là tuyệt phẩm. Phải nói là nó là tuyệt phẩm đấy chứ không phải là... không phải chó mình nuôi ra mình khen, nhưng mà một cái nhìn nhận chung. Chứ cái này không phải là mẹ hát con khen hay đâu nhá. Ờ, mẹ, okay. Cái này nó không phải mẹ hát con khen hay đâu. Lấy dây. Nhấc dây, để kia, dây đằng kia. Lấy dây kia, móc vào. Kéo cho đứng. Đấy, đây này. Nhìn ra đây này, đúng theo hướng sáng này. Nhìn cái màu lông của nó nhìn trông khiếp luôn. Sợ luôn đấy. Khiếp. Em tháo luôn cái đầu dây ra, cầm đầu dây. Đi lại sao nó có đi đèo. Này. Không đi. Hey, thanh niên, ra đây nào. Ấy, được, nằm thế hóng được. Hey, hey. Hey. Cứ giữ dây cao thôi, kệ nó. Cứ giữ dây cao kệ nó. Chưa đi dây bao giờ. Mình kéo dây thì nó lại sẽ kéo rụt lại. Ấy, nhìn cái khung của nó, để cho nhìn cái khung của nó. Rồi. Đấy, thanh niên này là tương lai. Thanh niên này tương lai là sẽ như con về sau nó sẽ giống như con Nano. Nhưng mà chắc có lẽ sẽ tốt hơn con Nano. Đó. Hả? Đấy, ừ. Xe nào
Xem nào, là chủ ngắm chó ở khắp mọi nơi rồi bắt con này, có nhận xét gì về con này, có nhận xét gì về thanh niên này ở thời điểm hiện tại? Quá chất lượng anh. Quá chất lượng à? Vậy là xứng đáng công sức chờ đợi đúng không? Và cái quan trọng ấy nó là còn phải đúng thời điểm nữa, chứ còn chờ đợi không phải là cứ chờ đợi là được, không phải cứ chờ đợi là được, nó là cái duyên đấy. Nó là cái duyên đấy. Con này là nó nói mình phải nói như với anh ấy đánh giá con này là cái đàn này mấy con là có thể nói là hoàn hảo và gần hoàn hảo. Gọi là xứng đáng là để mà nó là những cái để chờ đợi, gọi là những cái hy vọng lớn về sau khi nó lớn lên này. Là có những con chó mà đẳng cấp mà nước ngoài nhìn vào là phải mê. Vì mình nuôi là đôi khi là mình nuôi là cả nhân giống, nhưng mà mình nuôi vì mình thích nữa. Gọi đam mê mà cầm được một cái con chó đẹp, một con chó này kia là mình sướng rồi, chả cần biết. Chó được nuôi chỉ để tưới cây, nhưng mà nuôi nó vẫn sướng đó. Sợ. Đấy, bắt đầu đấy, bắt đầu tí thần thái đấy. Xe máy người ta đi nguy hiểm quá nhỉ. Xe máy đi nguy hiểm quá, cứ đi qua vù 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 tí này né. Người nhìn cái lưng này đi. Bụng đi. Mẹ, chân người nhìn. Mà em sờ con chó nó chắc nịch nịch đúng không? Người con chó sờ nó chắc nịch. Mà nó đây là nó đang thiếu vận động. Chứ còn mà về vận động rồi thì nó mà phản đối cứ lỏng dây. Lỏng dây ra. Đấy, kệ nó. Cứ lỏng dây. Nó cứ tụt mình cứ lỏng. Đấy. Còn về nhà mà tập dắt dây này thì đơn giản lắm. Cứ đoạn nào đường vắng người thì cứ thả dây để kệ xác nó, cho nó tự nó kéo dây. Nó đi theo mình rồi mà. Vì bọn này là nó quấn người, nó đi sát người luôn. Bọn này nó quấn chủ, là chủ đi đâu nó đã bám đít đấy rồi, không cần dây rồi. Nhưng mà dây là để mình đảm bảo an toàn còn xe cộ này kia. Chứ còn chỗ mà không người thì thoải mái. Một chủ một chó thì thoải mái. Nói là rất hài lòng về sản phẩm. Đấy, nhưng mà đấy, một đấy là cái mặt của nó thì nó ưng rồi, nhưng mà cái mặt nó là một phần của con chó thôi. Mặt, khung người, tính cách và cả sức khỏe nữa. Nuôi một con chó mà nó khỏe, nó nhàn người thôi, cho vào đây. Mọi người, cho mọi người ngắm thì cho mọi người, để đến lúc post video lên cho mọi người ngắm thế thôi. Chứ được ngắm kỹ nhất thì chỉ có chủ, chỉ có người nhân giống này là một này. Chủ chó là hai, chủ chó ngắm suốt về sau. Ba là bạn của chủ, bình thường đến nhà chơi thì được ngắm thôi. Như thế là đàn này là ngày hôm nay là hai con về trước, con đỏ và con nâu này. Nâu về Vĩnh Phúc. Đỏ thì vào Vũng Tàu là sáng nay là chủ đón ở thành phố Hồ Chí Minh rồi. Giờ chắc nó cũng về đến nhà rồi. Thằng đấy thì vất vả, vì đi xa lại đi hai chặng. Còn thằng đen là về Buôn Ma Thuột. Nhưng mà thằng đen Buôn Ma Thuột thì sẽ nhàn, vì từ Hà Nội nó chạy thẳng Buôn Ma Thuột luôn. Mà chủ đoán luôn được. Buôn Ma Thuột anh gửi xe à? Đâu, gửi máy bay. Bay phát xuống sân bay luôn. Đúng rồi, bay đến sân bay Buôn Ma Thuột luôn. Quan trọng là chủ nó ở Buôn Ma Thuột luôn. Chứ Vũng Tàu nó lại không có sân bay, chứ nếu mà Vũng Tàu nó có sân bay thì cũng cho vào phát, cho vào Vũng Tàu luôn thì con chó đỡ mệt. Phải đi xe về. Thì nó lại phải đi xe nhà nó lên rồi nó lại trở về. Hơi mất công. Mà mệt chó. Mà bay thành phố Hồ Chí Minh nó lại bay đêm. 12 giờ đến 1 giờ đêm nó mới hạ cánh sân bay. Thành ra nếu đi đón đêm thì nó lại dở. Là về nó muộn quá. Ngày hôm sau mà làm việc thì làm kiểu gì? Nữa là
thì phải chấp nhận thôi. Hơi mệt con chó tí, nó nhìn nhận nhanh lắm. Con cái kia em về đấy, anh như anh nói nó có chuẩn nông là con chó ấy, nó chỉ cần về, nó chỉ cần một ngày thôi là nó đã có sự ưu tiên rõ nét rồi, giữa ai là chủ nó và ai là người nhà nó có ưu tiên luôn rồi, nó biết luôn rồi, và nó nịnh chủ nó ngay, quấn và nó nịnh ngay. Còn đây là còn chưa vác lên xe mà đã biết rồi, chưa vác lên xe đã nhào đấy ra đấy ngồi rồi. Này ỉ ỉ phải nói là tuyệt phẩm, phải nói là nó là tuyệt phẩm đấy chứ không, một cái nhìn nhận chung chứ cái này không phải là mẹ hát con khen hay đâu nhá. Mẹ kìa. Okay.